À, xin chào quý chú anh chị các bạn. Thái vô cái vườn cách đây chắc khoảng từ 2 tháng thấy chưa vô được nữa. Nó réo quá, ổng réo quá trời, bắt đầu thấy mới chạy vô. Thực ra là vô không có gì nói cho các bạn, nhưng mà được cái này vô the, cái đọt nó ra rất là tốt. Hai cơ rồi, hai cơ này cơ thứ hai rồi. À, lần trước ra cơ lỡ. Nè, các bạn thấy không? Thật đẹp không? Nè. Đây nè các bạn. Ra hết trơn ha. Ra đều hết trơn như thế này nè. Coi cây bên kia. Ra đẹp không? Mướt không? Xin giờ ha. Khi mà bắt đầu lụa lá, bắt đầu cách đây một tuần lá là bắt đầu thấy, bắt đầu cho đóng DB rồi. À, các bạn sẽ hỏi là DB nào đúng không? DB nào của công ty Vinacam đó là ok ha. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa à, kiếm DB hạt xanh của Trung Quốc là được, là cũng ngon. À, Thái đây, Thái cho đóng một cái loại DB của Thái ha, để DB đặc biệt của Thái riêng. À, đó, các bạn thấy không? Những cây Thái nó xanh như thế này nè, nè lá nó lớn không? Lá đã không? À, lá cơ này thấy đã không? Nè, đọt nó ra nè, nhiều thế này nè. Đó. Đây. À, đó đọt ra đều như thế này nè, là ok. Các bạn thấy gì đấy ha, gì chứ một tuần nữa thôi, một tuần nữa là các bạn thấy nó ra là nó mở lá hết trơn, nó mở lá ra này trơn như thế này nè, trơn như thế này nè. Đây. À, đó. Cái lưu ý thời điểm này á là các bạn phun dùm cái rầy ha, việc cái nào mà các bạn quản lý rầy cho nó kỹ như thế là được rồi. Ở trong này nè các bạn thấy không, các bạn để ý đi, những cái lá bệnh nó sẽ đào thải bỏ nha. Nếu mà nó ra đọt nhiều quá, những cái lá bệnh này nè các bạn nè, nó đã hết cái vòng đời của nó rồi nha, bị thải bỏ. Còn một số lá mà nó còn giữ lại được nè, thì những lá này nó vẫn tiếp tục nó quang hợp, nó làm cái công việc của nó nha. Xong sau đó thì nó sẽ rớt xuống. Rồi đây là những cây ri nè các bạn thấy không, cây ri nè, hôm bữa cây này mang hai mấy trái ha, đeo luôn xuống luôn thấy chưa. Rồi, các bạn thấy không, cây ri năm thứ ba các bạn, mang một cây này 20 mấy trái nha, mang một cây này phải 70 kg các bạn thấy không. Bây giờ nè, hiện tại nó như thế này nè, nó ra đọt nha. Cây ri á và cây Thái, cây tơ á, nó phục hồi rất là tốt. Nhưng mà các bạn thấy không, các bạn để lại á, thì cái cây nó sẽ hơi sao, nó ra đọt tốt nhưng mà nó chậm nha, nó chậm, có nghĩa là nó chậm phát triển của nó, cái sức của nó chậm lại. Còn những cái Thái này hầm là những cái Thái là đều có trái hết nè, các bạn thấy không, đó là giờ nó đẹp cái thế này nè. À, trên lá thì phụng gì các bạn, trên lá thì phụng gì à, anh này chỉ trung thành với cái canh thiết và cái rưu si thôi ha. Mình chứ cái khác thì anh không chịu nè, ảnh chỉ là canh thiết dưới gốc nè, cộng dung mít hay cộng cháu đầu bọc thân hay là cộng vi lượng gì đó. Đó, còn ở trên á thì phun rưu si ha, cỡ nào cũng chết sống với rưu si vậy. Nó vườn là vườn của anh Phong. Đây, những cây ri bắt đầu phục hồi, đang phục hồi rất là tốt. À, bất kể trời thời gian mưa dầm hay là cái canh thiết và cái rưu si nó làm việc rất là tốt. À, nó xanh đen thui luôn phải không? À, đáng lý ra là như phải như thế này nè, đó. Nó mới gọi là ok ha. Mình đi tất cả các bạn. Cái cây này nó bằng 4 mấy trái nè các bạn nha. À, các bạn thấy cây tơ không, cây tơ mang trái mà phục hồi lại. À, cái cây này là cái cây mà cái kỷ niệm của Thái là tính là hồi đó là tính đốn bỏ là trồng cây khác đó các bạn, tại phục hồi hoài nó chưa lên. À, mai sau ra thì nó làm trái thì nó ra trái. Ôi trời, 4 mấy trái luôn cây này, kinh hồn lắm. Đây nè, đọt nó ra thì như thế nào các bạn nha, đọt nó ra thì có từ 2 gang của Thái, hơn 2 gang chút xíu ha. Đây nè, đọc ra thấy chưa? Đây. Lá nè, lá ri nha. Lá này lá ri nha các bạn. Thì nó phải tầm từ 18 cm. Tầm này. Những lá ri như thế này. Bên kia là lá Thái kìa. Đẹp không? Ăn xong tỉa cành bắt đầu một cây đọt đẹp không các bạn? Ít ra là nó cũng phải như thế này. Này đây nè. Rễ nó phù hợp rất là tốt. Rất là nhiều các bạn hỏi là cái canh thiết nè. Cái canh thiết á, chất hữu cơ của nó là tầm 62% nha. À, axit fulvic
ship với tầm 60% đó. Bởi vì nó xài, nó sử dụng là nó sử dụng công nghệ ion hóa. Nó sử dụng công nghệ ion hóa thì nó sẽ sao? Nó sẽ làm cho đất của mình cho nó hút dinh dưỡng được tốt hơn. Và nó cắt hữu cơ nhiều hơn nha. Thường thường á các bạn biết không, trung bình á một cây như thế này nè thì một năm Thái cho tầm 10 kg tới 15 kg hữu cơ một cây. Nếu mà cây nào nó đã từng mang 100 kg lâu trái rồi ha, thì phải từ 10 tới 15 kg một cây như thế này nè. Anh rải mới có 3-4 kg vậy thôi, Thái kêu bắt buộc là phải rải một cử nữa. Tại cái cây cái vùng của mình các bạn, cái vùng đồng bằng sông Cửu Long mình á đất nó dẻ lắm nha, nên chúng ta phải cải tạo nó bằng hữu cơ nó nhiều hơn thôi. Thái cập nhật cái vườn này cho các bạn là 3-4 lần gì rồi. Thực ra nó cũng không có gì để nói nhiều đâu các bạn ha, chủ yếu là để cập nhật cho các bạn xem là cái quy trình phù hồi nó như thế nào thôi. Còn anh này thì anh xài chỉ có hai thứ ba thứ rồi, còn rồi quản lý rầy thiệt là tốt là xong rồi đó, không có gì ngoài ra hết trơn nè. Đó các bạn thấy không? Phục hồi thì như thế này nè, hai cơi ha, cơi nữa là làm trái rồi là xong rồi ha. Chúng ta lại tiếp tục theo một cái quy trình cũ. Không có gì hết. Thấy không? Nè, lá nè, ở miền của Thái là như thế này thôi nha. Nè, mình nhắc lá xuống cho bạn coi nè, miền của Thái là như thế này nè. Cái gan của Thái, cái bàn tay của Thái là tầm 20-21 cm các bạn ha, từ phiến lá nè tới đây nè là tầm nè, một gan nè ha, cái lá là một gan nè. Rồi ok các bạn, ok ha. Rồi xin chào các bạn ha, hẹn gặp các bạn trong các video sau.